Hello anh em, ngay bên cạnh mình đây là Sony SRS RA5000, một trong hai mẫu loa thông minh 360 độ cao cấp đã từng được Sony giới thiệu trong sự kiện CES năm nay. Nhìn qua thì chúng ta sẽ thấy ngay RA5000 có hình dáng khá là độc lạ so với hầu hết những mẫu loa khác trên thị trường. Tổng thể nhìn vẫn rất là hiện đại với tông màu đen và vàng đồng. Vì là dòng loa đa hướng nên bên cạnh việc tích hợp công nghệ 360 độ Reality Audio, Sony đã chú trọng bố trí cho em nó tới 7 khu loa lớn nhỏ để đảm bảo rằng âm trường, vị trí của từng nhạc cụ và chi tiết trong bản thu tái tạo một cách chính xác nhất bất kể bạn đang ở vị trí nào trong căn phòng. Như các bạn có thể dễ dàng thấy nhất là bộ 3 loa shutter phụ trách giải cao được đặt hướng lên trên như thế này. Phía bên trong còn có 3 loa đảm nhiệm tần trung âm xếp theo phương ngang và thêm một loa sụp hướng xuống dưới để chơi cho giải trầm. Phía trên có mặt bên này là cụm phím điều khiển. Bên dưới đáy này là vị trí của cổng nguồn. Chiếc RA5000 này hoạt động thông qua các kết nối Bluetooth, Wi-Fi băng tần 2.4GHz và cả cổng 3.5. Ngoài ra, loa còn tương thích với các trợ lý ảo Google Assistant và Amazon Alexa được tích hợp Chromecast, Spotify Connect. Ấn tượng hơn nữa là RA5000 có khả năng chơi nhạc chất lượng cao ở định dạng Hi-Res, liên kết được với nhiều loa khác trong hệ sinh thái của Google, Amazon và đặc biệt là công nghệ tự động cân bằng âm lượng, căn chỉnh âm thanh sao cho tối ưu với từng không gian khác nhau. Thì mẫu loa Sony RS RA5000 này vừa lên kệ tại Baka Shop với mức giá là 14,5 triệu đồng. Anh chị em nào quan tâm thì có thể ghé trực tiếp số 14 Nguyễn Văn Trai, phường Đa Cao, quận 1 để trải nghiệm em nó nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau.